Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 11 giờ của ngày 16 tháng 7 năm 2022. Câu chuyện này là về An Giang, về Đại tá Đinh Văn Nơi, về công an An Giang và về công tác cán bộ nhân sự. Không biết rằng là các bác thần tượng vị nào nhất, tôi đoán rằng là thông qua các kênh truyền thông thì các bác là có thể nói rằng là rất ấn tượng với anh Vũ Hồng Văn, anh Đinh Văn Nơi, đương nhiên rồi ạ, đúng không ạ? Tôi thì tôi có nhiều hơn cái danh sách đó, bởi vì với đặc thù của mình thì tôi biết được nhiều những cán bộ công an, nhiều người làm an ninh, nhiều người làm chỗ nào chỗ kia, nhưng họ có một cái tấm lòng có thể nói rằng là rất sắt son với Tổ quốc, và có thể nói thẳng thắn rằng họ đặt cái lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên cái bản thân mình, của mình và gia đình mình, dòng tộc nhà mình. Thậm chí có thể khẳng định được rằng họ sẵn sàng hy sinh cả cái tính mạng của mình để mà giữ lại cái sự bình yên cho đất nước, và thậm chí không cần ghi công, không cần biết đến tên. Nhưng ấy, với người dân thì nhờ có truyền thông thì chúng ta cũng biết được rằng là ngành công an, ngành an ninh thì cũng có những cái sự chuyển biến nhất định, và đặc biệt rằng là sau khi có cái chủ trương là giám đốc công an thì không phải là người địa phương, thì lúc đó chúng ta thấy nổi lên đó là hai cái vị giám đốc là anh Vũ Hồng Văn và anh Đinh Văn Nơi, với những cái thành tích có thể nói rằng là vô tiền khoáng hậu. Tôi xin nói về anh Đinh Văn Nơi trong clip này. Có thể nói rằng là anh là một con người vô cùng dũng cảm. Vô cùng dũng cảm. Hiện nay anh vẫn đang làm giám đốc công an của An Giang. Trong cuộc họp Hội đồng Nhân dân vừa rồi thì có thể nói là để thông báo với cử tri vân vân, thì anh Đinh Văn Nơi đã một lần nữa nhắc lại cái cam kết của mình. Đó chính là cái việc mà trong công tác điều tra chấn áp tội phạm thì nếu như mà phát hiện ra tham nhũng hoặc là phát hiện ra tiêu cực của ngay những người trong ngành cán bộ công an thì anh cũng sẽ thẳng tay và đưa ra khỏi ngành những con người đó. Chúng ta còn nhớ cái bài phát biểu của anh Đinh Văn Nơi, đó chính là cái việc là ông giám đốc công an không tham nhũng thì từ trên xuống dưới các cán bộ không được phép ăn tiền, và ai ăn tiền là tôi xử lý người đó luôn. Có một cái thứ thú vị thế này này, có nghĩa rằng là khi mà mình có một cái động cơ hoàn toàn trong sáng thì mình làm bất cứ cái thứ gì mình giải thích vô cùng dễ, không cần phải lằng nhằng, không cần phải lấp liếm, không cần phải nọ kia, không cần phải tìm những cái từ nào đó để mà nói chuyện cả, để mà ấy cả. Mà đây là mình cứ có sao mình nói vậy, kể cả những cái vấn đề đó nó có cái gì nhạy cảm hay không thì ta cứ nói thẳng ra, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là bài phát biểu của ông Đinh Văn Nơi, anh Đinh Văn Nơi là kiểu như thế. Mà anh ấy đâu có nói chơi, đúng không ạ? Nói đi đôi với làm đi đôi với nói. Trong những cái vụ án thì anh cũng phát hiện ra ngay chính cả những người đồng chí đồng đội của mình là cũng nhúng chàm. Vừa rồi thì liên quan đến một số cái vụ án buôn lậu thì cũng đã bắt một có thể nói rằng là một thượng tá, một một vị gọi rằng là trưởng phòng, đúng không ạ? Trước khi mà bắt vị này thì cũng đã điều chuyển vị này về để ngồi yên một chỗ, sau đó rằng là khi mà khởi tố một số vụ án xong cũng bắt luôn. Nhưng không chỉ có vậy, ngay cả trong ngành thấy chỗ nào trục lợi thì là anh ấy cũng xử lý luôn. Một thông tin có thể nói rằng là tôi thấy báo chí ít đưa, cho nên tôi thấy rằng là mình có trách nhiệm để mà đưa lên đây để các bác thì thấy rằng là không có gì khó khăn bằng cái việc mà bắt ngay cả chính những người đồng đội của mình. Công an bắt công an nó đau đớn lắm chứ, nó đau xót lắm chứ, nhưng không thể không làm được. Nếu mà các bác tưởng tượng rằng là nếu mà anh Đinh Văn Nơi chỉ cần nể nang, du di thì báo cáo các bác rằng là có bỏ qua được không? Chắc chắn bỏ qua được. Có thể bỏ qua được không ai biết. Thế nhưng mà để làm trong sạch đội ngũ á, thì những người này là phải mang ra xử lý. Xử lý để mà các cán bộ khác nhìn vào đó để thấy cái tính răn đe. Có nghĩa rằng là phải không dám tham nhũng. Đúng không? Đúng không? Cho nên rằng là đó là cái mà chúng ta có thể thấy được rằng là anh Đinh Văn Nơi là muốn làm gì thì làm, nhưng đầu tiên là phải trong sạch cái đội ngũ đã. Các bác chỉ nhìn qua một cái thông tin như thế này. Tại An Giang,
đó là bắt thêm hai cán bộ phòng cảnh sát giao thông An Giang cấp biển số xe đẹp. Khi tôi chưa định làm clip này thì một người bạn đã gửi cho tôi cái link bài báo này và có nói rằng là nếu như mà ai cũng giống như anh Đinh Văn Nơi á thì chắc là công an của đa số các tỉnh thành là đều dính dính vào nhúng chàm. Chúng ta đi trên đường chúng ta thấy rằng là một số cái xe sang xe xịn, tôi gọi là sang xịn mịn của một số doanh nghiệp, của một số cá nhân có máu mặt, thì không hiểu sao những cái biển số rất đẹp thì lại rơi vào tay của những người đó. Trước đây chúng ta thấy rằng là để mà tránh cái tình trạng này thì người ta đưa ra cái phần mềm để mà ai vào đó thì nhấn nút, nhấn nút, nhấn nút, thế là ra được cái biển số xe đẹp, biển số xe gọi rằng là phát ngẫu nhiên. Thế nhưng mà cuối cùng người ta can thiệp được vào hết. Mà cái sự ngẫu nhiên đấy lại rất bất thường. Nên gọi rằng cái sự ngẫu nhiên đó toàn rơi vào những cái xe sang, những cái xe trị giá đến hàng tỷ, thậm chí chục tỷ. Chứ nó không rơi vào những cái xe bình thường khác. Đúng không ạ? Đi ra đường chúng ta thấy đa số những cái xe kiểu như thế. Nào là LX570, nào là Mercedes, nào là Rolls Royce, nào là một số xe. Những biển số sang đẹp là toàn rơi vào đó hết. Mặc dù là họ cũng bấm như chúng ta, cũng bấm như chúng ta. Nhưng không hiểu sao thằng hình như là cái sự may mắn đó nó toàn rơi vào và những người mà có nhiều tiền, đúng không ạ? Hoặc là có nhiều quan hệ. Đó. Thì hôm nay là anh Đinh Văn Nơi anh ấy phanh phui cái vụ này ra, thì tôi cũng mong rằng là các công an của các tỉnh thành khác hãy thử điều tra xem, hoặc rằng là hãy học tập kinh nghiệm của An Giang rằng là tại sao bên công an An Giang lại có thể phát hiện được ra cái vụ như thế này, mà tại sao công an tỉnh mình lại không phát hiện ra. Và đó là cái mà người dân nhìn thấy hàng ngày hàng giờ luôn. Đi trên đường của các tỉnh thành là chúng ta đều nhìn thấy. Các bác thử comment giúp tôi xem là các bác ở tỉnh nào và các bác có thấy cái hiện trạng này không nhá. Thử giúp tôi xem. Tại sao những biển số đẹp nó toàn rơi vào những cái xe sang hoặc là những cái người mà có máu mặt? Thì chúng ta thử tìm xem rằng là như thế nào. Đấy. Và An Giang thì lại chỉ ra được cái bản chất của vấn đề. Đó, ví dụ này. Liên quan tới vụ can thiệp vào phần mềm để cấp cái biển số xe đẹp xảy ra tại phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh An Giang, thì công an tỉnh An Giang thì đã bắt giam và thêm hai cái bị can. Chiều 15 tháng 7 thì công an đã phê chuẩn để mà bắt thêm hai bị can là Nguyễn Hữu Ân 47 tuổi và Võ Chí Linh 37 tuổi để điều tra về hành vi là lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, và hai người này là hai cán bộ phòng cảnh sát giao thông An Giang. Và cả hai thì bị khởi tố do có liên quan đến việc và can thiệp vào phần mềm để cấp cái biển số xe đẹp. Ông Nguyễn Hữu Ân á, thì là đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thoại Sơn và nguyên là phó đội trưởng đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của công an An Giang, thì bị đình chỉ công tác khi công an An Giang đã phát hiện ra cái sai phạm liên quan tới cấp biển số xe. Còn Vũ Chí Linh thì nguyên là cán bộ đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ và đã xuất ngũ từ tháng 10 năm 2021. Có nghĩa rằng là anh Nơi là anh ấy cho xuất ngũ luôn rồi. Thế sau đó thì khi mà phát hiện vụ án thì lại tiếp tục khởi tố và bây giờ đã bắt bị can. Đó. Và có cái việc mà can thiệp vào phần mềm biển số xe. Còn cái lệnh ấy mà bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Hữu Ân và Võ Chí Linh thì qua khám xét nơi ở thì đã thu giữ là 11 cái biển số xe mô tô, 11 biển số xe mô tô đẹp nha. Một cặp biển số xe ô tô và một số vật chứng khác. Bước đầu thì cả hai thì đã khai báo hành vi phạm tội của mình và những người liên quan. Chỉ có những người liên quan này mới gọi là căng thẳng này các bác này. Đó. Của mình thì đương nhiên rồi, nên mình mới bị bắt. Nhưng cả những người liên quan nữa thì là khối anh là đang rét. Đang rét. Rét run à. Và có can thiệp vào phần mềm cấp biển số xe là như thế nào. Đó. Và các bác có thể thấy rằng là bên cái vụ này là cái vụ mà cũng đã làm và tiếp tục làm là làm đến cùng đó, bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 4 này đó, từ hôm trước. Và có một cái điều thế này này các bác này, các bị can trên nhé đã lợi dụng nhiệm vụ được phân công cố ý can thiệp vào hệ thống đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trái với quy định của Bộ Công an về cấp biển số xe, biển số ô tô theo yêu cầu cho người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, và không chỉ nhằm cái nâng cao uy tín hay là tạo mối quan hệ cá nhân của mình vì tình cảm mà lại còn có dấu hiệu nhận lợi ích vật chất bằng tiền. Đấy. Có dấu hiệu nhận lợi ích vật chất bằng tiền.
Đó. Chỉ một vài dòng đơn giản thôi, nhưng mà làm cho khối người đã bị rét. Theo các bác thì nếu mà điều tra theo cách của anh nơi ở khắp các tỉnh thành, 63 tỉnh thành, thì liệu rằng, đúng không ạ? Nhưng căn cơ mà nói ấy, thì tôi nói thật với các bác rằng là cái việc này khó tránh lắm. Cho nên rằng là cái số tiền đó thay vì là thuộc vào túi của một số cán bộ, bởi vì họ có biển số xe đẹp mà, nhu cầu có biển số xe đẹp là có thật, và cái số tiền này thì nó lại thuộc vào túi của một số người, thì thay vào đó là đấu giá và thu lại cái khoản tiền ở đấy cho nhà nước. Còn đương nhiên nó cấu thành cái hành vi phạm tội thì chúng ta cứ xử, mà đã là người thực thi pháp luật mà lại còn vi phạm nữa thì phải xử càng nặng. Thế cho nên ấy, tôi nói thật với các bác rằng là anh Đinh Văn Nơi anh ấy không đơn giản để mà ngồi chỗ đó được đâu. Không phải vô lý mà người ta sẵn sàng bỏ 20 tỷ ra để mà điều chuyển anh Đinh Văn Nơi. Nếu bỏ ra cái 20 tỷ để điều chuyển thì người ta khi mà bí đến đường cùng, người ta cũng có thể bỏ đến 50 tỷ, thậm chí là 100 tỷ để mà chỉ cần một cái dòng đó. Không phải dễ dàng. Đặc biệt là vừa rồi anh Đinh Văn Nơi còn có một cái sự tuyên chiến với cả cái băng nhóm, những cái băng nhóm trên địa bàn An Giang liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay qua app vân vân, tất cả những thứ đó. Và các bác biết rằng là cái đội đó thì cực kỳ manh động luôn. Cho nên rằng là tôi cũng hy vọng rằng là anh Nơi giữ gìn sức khỏe và cái sự an toàn cho bản thân, bởi vì là không thể nào chủ quan được vấn đề này, đặc biệt khi anh xử lý ngay cả trong nội bộ thì có thể nói rằng là nhiều người trong nội bộ rất thích cái việc anh Đinh Văn Nơi làm, bởi vì họ là người tử tế. Nhưng có nhiều người, đặc biệt là những người thoái hóa biến chất, thì chắc chắn không thích những cái điều mà anh Đinh Văn Nơi anh ấy đang làm được, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người, chúc các bác một buổi sáng tốt lành.